thầy đã chuẩn bị cho mình một cái Padlet như thế này, được hai mấy đứa. Và nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay đó là mình sẽ dựa vào cái tài liệu mà thầy đã gửi á, và chúng ta sẽ bắt đầu thực hành phân tích nhân vật huấn cao cho thầy dựa trên Padlet. Vậy thì trước tiên, trước khi vào phân tích nhân vật huấn cao thì chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ này vào cho thầy đã. À, trước khi vào phân tích nhân vật huấn cao thì mấy đứa sẽ vẽ cho thầy cái sơ đồ này. Đây là cái sơ đồ tóm tắt toàn bộ những cái ý chính, những cái chi tiết quan trọng mà mấy đứa cần nắm để chúng ta có thể làm bật lên hình tượng nhân vật huấn cao trong tác phẩm này. Thế thì với cái hình tượng nhân vật huấn cao, chúng ta sẽ nhìn vào sơ đồ và các em sẽ thấy rằng thầy sẽ trao đổi với các em bốn luận điểm, đúng không? Luận điểm thứ nhất về nhân vật huấn cao đó là đây là một người có cái vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ. Luận điểm thứ hai đó là đây là một người có khí phách rất là dũng cảm. Luận điểm thứ ba, đây là một người có thiên lương rất là cao cả. Và luận điểm thứ tư đó là ba cái vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ, khí phách dũng cảm, thiên lương cao cả, nó sẽ được hội tụ ở trong cảnh cho chữ. Vậy thì với luận điểm thứ nhất, vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ, chúng ta sẽ chú ý cho thầy những cái chi tiết nào làm bật lên cái tài viết chữ của huấn cao, và cái vẻ đẹp tài hoa ấy đã được thể hiện gián tiếp của cái niềm đam mê con chữ của viên quản ngục. Vậy mấy đứa sẽ phải tìm và bình và phân tích những cái chi tiết đó cho thầy để thấy được rằng cái vẻ đẹp tài hoa ấy là một cái vẻ đẹp mang cái phẩm chất văn hóa, thể hiện cái tâm và cái trí của người cho chữ, và nó cũng cái sức mạnh rất là lớn lao, rất là lớn lao, rất là thiêng liêng, rất là cao cả. Đó là sức mạnh cảm hóa tâm hồn con người. Vẻ đẹp thứ hai là vẻ đẹp ở khí phách dũng cảm. Chúng ta sẽ chú ý một số cái chi tiết. Thứ nhất là huấn cao là một cái người chọc trời khuấy nước ha, ông đứng đầu bọn phản nghịch chống lại triều đình. Cái thứ hai là hành động dỗ gông và coi khinh những cái trò tiểu nhân thị oai ở cái chốn lao tù. Cái thứ ba là cái chi tiết nào cho thấy được cái thái độ khinh bạc đến điều đối với viên quản ngục, và cái cuối cùng cái chi tiết nào cho thấy được rằng là huấn cao điềm nhiên nhận rượu thịt như cái thú vẫn làm sinh bình, để thấy rằng là tất cả những điều này cho thấy ở huấn cao là một người anh hùng vô úy, tức là không biết sợ đó, không biết sợ, không biết sợ trước cái cường quyền, trước những cái trò tiểu nhân thị oai, để thấy được rằng huấn cao là một cái nhân vật có cái tính cách đặc biệt ha, đặc biệt so với những nhân vật khác ở trong tập vang bóng một thời. Thì mình ở cái chỗ này mấy đứa sẽ phải xem lại cái phần tìm hiểu chung mà thầy đã cung cấp tri thức cho chúng ta về tập truyện vang bóng một thời, để mình so sánh cái chỗ này và nhận ra rằng là huấn cao là một nhân vật rất đặc biệt ở trong cái kiểu nhân vật cái người trí thức ra thời trước ở trong tập vang bóng một thời. Và để thấy được rằng huấn cao là một người văn võ toàn tài. Luận điểm thứ ba là vẻ đẹp thiên lương cao cả, nó thể hiện ở cái những cái chi tiết nào cho thấy được cái ý thức của huấn cao trong việc sử dụng cái tài của mình, tức là ở cái tài viết chữ thì ông viết chữ cho ai và trong trường hợp nào thì ông mới cho chữ. Nó thể hiện ở chi tiết là huấn cao đã cảm cái tấm lòng của viên quản ngục, và chú ý cho thầy vào cái từ cảm mà mình sẽ phân tích cái giá trị biểu đạt của từ cảm và cái thái độ sợ phụ một tấm lòng trong thiên hạ. Vậy thì để thấy được rằng là cái việc sợ phụ một tấm lòng trong thiên hạ là một cái sợ rất là cao cả, để thấy được rằng huấn cao là một người không chỉ có tâm mà còn dễ bị hệ lụy bởi cái tâm, và rất là trân trọng cái tâm của những người tri kỷ trong thiên hạ. Cuối cùng ba cái vẻ đẹp đó sẽ hội tụ và tỏa sáng ở trong cảnh cho chữ. Vậy thì bên đứa sẽ phải chú ý cho thầy hai chi tiết rất quan trọng. Thứ nhất là cái chi tiết tư thế và tâm thế cho chữ, và thứ hai là lời khuyên của huấn cao, để thấy được rằng là ở nhân vật này là một nhân vật mang vẻ đẹp hoàn thiện hoàn mỹ ha, rất đặc trưng của chủ nghĩa lãng mạn đó, và cũng rất là đặc trưng trong cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Và để thấy được rằng là huấn cao đã đi vào cõi bất tử như thế nào ngay trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, để rồi cuối cùng mấy đứa sẽ phải chốt được, khái quát lên được cho thầy cái quan niệm của Nguyễn Tuân về cái đẹp ha. Đây là những cái nội dung chính rất là quan trọng khi chúng ta đi vào khai thác nhân vật huấn cao. Thế thì bây giờ sẽ dành thời gian cho mình là 15 phút ha, để chúng ta vẽ cái sơ đồ này cho thầy. Được ha, luận điểm thứ nhất chúng ta sẽ nói về vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ, và ở cái luận điểm này thì thầy đã gợi ra hai cái câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận. Câu hỏi thứ nhất là vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của huấn cao đã được thể hiện qua những chi tiết nào, và câu hỏi thứ hai đó là vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ ấy có ý nghĩa gì. Thế thì chúng ta cùng xem các bạn trả lời ha. Trước hết, vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của Huấn Cao thể hiện qua những chi tiết, đó là Huấn Cao có tài viết chữ.
Các nhà nho viết chữ để bộc lộ cái tâm, cái chữ, cái trí, và viết chữ là một cái bộ môn nghệ thuật mà ở đó người chơi chữ sẽ treo chữ đẹp ở những nơi trang trọng trong nhà và xem như một thú vui tao nhã. Và ở đây chúng ta thấy rằng là Huấn Cao là một nghệ sĩ thư pháp đích thực ha, mình đã chú ý vào các dẫn chứng mà bạn đã tìm này. Ông có tài viết chữ nhanh và rất đẹp mà vùng tỉnh Sơn vẫn khen ngợi. Ngay cả bên quản ngục một huyện nhỏ vô danh cũng biết chữ ông Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm. Và những nét chữ vuông tươi tắn nói lên hoài bão tung hoành của một đời người. Mình đưa chú cho thầy vào những cái dẫn chứng này nha. Đó là những dẫn chứng mà chúng ta sẽ cần phải nhớ đó. Và cái vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ ở Huấn Cao thì có ý nghĩa là gì? Tài viết chữ ở đây là một cái phẩm chất mang tính chất văn hóa. Chỉ những người trí thức mới có hoài bão, có chí lớn mới tu dưỡng rèn luyện mà gìn giữ được. Ý này rất hay, cảm ơn em. Và cái thứ hai là bạn khẳng định rằng con chữ ấy không phải là một cái vật vô tri, mà nó nói lên cái hoài bão tung hoành của một đời người, nó ngời sáng lên cái tâm và cái trí cao cả của Huấn Cao. Như vậy cảm ơn em, đây là ý rất là cơ bản ha, và thầy muốn thảo luận thì bạn đã trả lời khá trọn vẹn hai câu hỏi mà thầy đã đặt ra. Bây giờ mình cùng xem phần trả lời của bạn Hải Nguyệt ha. Vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của Huấn Cao có ý nghĩa gì? Huấn Cao là một nghệ sĩ tài ba trong nghệ thuật thư pháp. Tài năng viết chữ của Huấn Cao là một phẩm chất mang tính văn hóa mà chỉ những người trí thức có hoài bão lớn, có chí lớn mới tu dưỡng rèn luyện mà gìn giữ được. Viên quản ngục không tạo ra cái đẹp nhưng lại say mê cái đẹp đến mức lo mai đây mai mốt đây ông Huấn Cao bị hành hình mà không kịp xin được mấy chữ thì ân hận suốt đời mất. Ẩn sau tài năng viết chữ xuất sắc của một nhà nho là một cái tâm, cái trí cao cả. Ở đây mình không có dùng chữ đại nghịch nha, chữ đại nghịch dùng ở đây nó không có phù hợp, cứ cho là mình bỏ ngoặc kép cũng không phù hợp ha. Con chữ ấy không phải vật vô tri, nó nói lên hoài bão ước mơ tung hoành của một đời người, nó mong muốn thoát khỏi ngục tối tâm hồn. Tài năng ấy đặc biệt vì nó có cái sức mạnh cảm hóa con người, giúp viên quản ngục thay đổi hành động, tâm hồn, quan điểm sống, khi mối quan hệ giữa Huấn Cao và viên quản ngục từ đối đầu thành tri kỷ. À, ý này rất là hay đúng không? Từ đối đầu thành tri kỷ, biến cuộc gặp gỡ của họ từ kỳ ngộ thành hạnh ngộ. Vì thế, cái cúi đầu của thầy quản ngục, viên quản ngục, chứ không phải thầy quản ngục, ha, viên quản ngục vái lại Huấn Cao như cái cúi đầu của Cao Bá Quát trước hoa mai. À, nó sẽ gợi mình nhớ tới câu đối là nhất sinh đê thủ bái mai hoa, cả một đời ta chỉ có cúi đầu trước hoa mai mà thôi. Và cúi đầu trước hoa mai tức là cúi đầu trước cái đẹp, cái thanh cao trong cõi đời này. Đó, vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ ấy cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của hai kẻ bị giam cầm trong tù, thì cái câu nói là kẻ mê muội này xin bái lĩnh. Rồi, cảm ơn bạn, rất là tốt. Thế thì ở đây thầy chốt lại ở cái luận điểm thứ nhất này. Các bạn đã cho mình những cái dẫn chứng rất quan trọng mà chúng ta sẽ cần ghi nhớ những cái dẫn chứng này khi mình triển khai. Và ở đây có một số ý mà chúng ta cần quan tâm để làm bật lên cái tinh thần là cái luận điểm số 1 này. Vẻ đẹp đầu tiên mà cũng là một trong những vẻ đẹp rất đặc trưng, nó là một trong những cái vẻ đẹp rất là đặc trưng của Huấn Cao, đó là vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ. Và cái vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ này á, thì nó đã được lựa chọn và khắc họa qua một cái tài năng, đó là tài thư pháp. Thì ở trong tiết trước chúng ta cũng đã tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp, và mình hiểu rằng là nghệ thuật thư pháp là một cái nghệ thuật rất là kén đúng không, rất là kén, kén cả người chơi lẫn người thưởng thức. Nó người cả người chơi và người thưởng thức đều phải là những người có cái phẩm chất văn hóa, có cái sự tinh tấn ở trong cái quá trình rèn luyện các sự tài hoa trong tâm hồn thì mới có thể luyện được cái thư pháp đẹp, mới có thể gìn giữ được cái tài thư pháp, mới có thể thưởng thức được tài thư pháp. Như vậy thì khi mà chọn cái tài thư pháp để xây dựng nên nhân vật Huấn Cao thì cái hay của Nguyễn Tuân là ở chỗ đó, để thấy được rằng là một cái đẹp rất là đặc tuyển, một cái tài hoa có phẩm chất văn hóa mà không phải ai cũng có thể hiểu được, mà chỉ những người tri âm tri kỷ mới có thể thấu hiểu mà thôi. Cho nên bản thân cái vẻ đẹp tài hoa này cũng là một cái phép thử đúng không, để những người thực sự tri âm tri kỷ, những cái tâm hồn thực sự hòa quyện hòa điệu thì mới có thể đến được với nhau để mà thấu hiểu lẫn nhau. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng ta thấy rằng như các bạn đã nói đó, thì những con chữ ấy không hề là những con chữ vô hồn, mà ở trong những con chữ ấy nó thể hiện cái tâm, cái trí, cái hoài bão tung hoành của một đời người, cái vẻ đẹp nhân cách cao cả của người nghệ sĩ thư pháp, ở đây là nhân vật Huấn Cao. Và cái thứ ba, các bạn biết rất là hay đúng không, ở cái bức thư pháp ấy nó còn có một cái sức mạnh cực kỳ thiêng liêng và cực kỳ cao quý. Và thật sự nó làm nên cái ý nghĩa sâu sắc, và nó làm nên cái sức mạnh thực sự của nghệ thuật đó, đó là sự thức tỉnh.
Đúng không? Sự thanh lọc tâm hồn con người, sự cảm hóa tâm hồn con người, sự thức tỉnh tâm hồn con người, giải thoát tâm hồn con người ra khỏi những cái ngục tối tinh thần của mình. Thật rất là thích cái từ ngục tối tinh thần khi mà bạn dùng ha, từ đó rất là hay. Và bạn có một cái ý mà rất là hay mà hồi nãy chúng mình cũng đã đọc được á, bạn biết là để biến hai nhân vật, đúng không, từ nhân vật huấn cao và nhân vật viên quản ngục từ thế đối đầu sang thế tri kỷ, để biến một cái cuộc hãnh ngộ, một cái cuộc kỳ ngộ ha, một cái cuộc gặp gỡ ở đây những cái điều khác lạ để trở thành một cái cuộc hạnh ngộ đó, thì cái ý đó là cái ý rất là hay mà chúng ta có thể học hỏi từ các bạn. Đó là luận điểm thứ nhất ha. Rồi luận điểm thứ hai đó là chúng ta sẽ nói về cái vẻ đẹp hiên ngang bất khuất, là cái vẻ đẹp khí phách anh dũng của huấn cao. Ở đây thì thầy đặt ra hai câu hỏi cho chúng ta để chúng ta cùng tìm hiểu. Câu hỏi thứ nhất đó là vậy thì cái vẻ đẹp hiên ngang bất khuất của huấn cao á, nó được thể hiện qua chi tiết nào? Ủa mấy đứa này thì có xem không nhỉ? Có xem màn hình mà đúng không? Có. Ồ hết hồn. Rồi, luận điểm thứ hai đó là vẻ đẹp hiên ngang bất khuất, thì nó sẽ xoay quanh hai câu hỏi. Đó là thứ nhất là cái vẻ đẹp hiên ngang bất khuất, đó là cái vẻ đẹp khí phách, đúng không? Khí phách dũng cảm đó, nó thể hiện qua những cái chi tiết nào? Và cái thứ hai là nó có ý nghĩa gì? Thế đây mình cùng xem phần trả lời của các bạn ha. Vẻ đẹp của khí phách dũng cảm hiên ngang của Huấn Cao chính là một vẻ đẹp của anh hùng ngang tàng, một nam tử Hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, không cam chịu cảnh tù đầy áp bức, muốn bứt phá gông cùm xiềng xích để thoát khỏi vòng nô lệ. Cái vẻ ý này khá hay. Khí phách ấy ngời sáng và cao thượng, khiến quản ngục cảm thấy mình bé nhỏ, chỉ là một kẻ tiểu lại giữ tù trước Huấn Cao, và ông càng kính phục nể trọng Huấn Cao hơn. Ở đây mình sẽ thấy rằng là ở cái câu hỏi này á, là câu hỏi về ý nghĩa, thì mình thấy rằng là Huấn Cao hiện lên không chỉ là một bậc đại trí, cái bậc đại trí là chúng ta đã thấy ở cái phần về tài hoa đúng không? Ở đây ông còn là một bậc đại dũng. Ông xuất thân từ nơi cửa khổng Xuân Trình, cửa khổng Xuân Trình. Cái cụm từ cửa khổng Xuân Trình á, muốn nói về những người học học chữ nho, học sách Thánh Hiền hồi trước á. Nhưng mà Huấn Cao sẵn sàng chịu tiếng làm giặc, đánh đổi tính mạng của mình để theo lý tưởng chống lại triều đình xấu xa và tàn bạo. Và từ đó mình thấy được cái vẻ hiên ngang bất khuất của Huấn Cao thể hiện đúng tinh thần uy vũ bất năng khuất. Uy quyền trên đầu không thể ràng ép, bạo lực trực chờ không thể đánh gục. Câu này rất hay ha. Uy quyền trên đầu không thể ràng ép, bạo lực trực chờ không thể đánh gục. Dẫu ngày mai là ngày bị giải ra pháp trường và đón nhận lại cái chết, thì cái khí chất người anh hùng vẫn luôn ngang tàng vững vàng như thế. Và từ đó ta thấy được một cái sự mạnh mẽ uy dũng và thái độ phản kháng quyết liệt là một cái đặc điểm của nhân vật Huấn Cao so với các nhân vật nho sĩ khác trong tập Mang Bóng Một Thời. Cảm ơn bạn đã phần viết này khá hay và có được những cái câu văn mà nó rất là tinh tế để chúng ta có thể học hỏi. Rồi bây giờ mình xem các cái chi tiết ha. Vẻ đẹp hiên ngang bất khuất của Huấn Cao được thể hiện qua các chi tiết. Thứ nhất là một mình ông đứng đầu bọn phản nghịch, chống lại cả triều đình, chọc trời khuấy nước, bất chấp tính mạng để bảo vệ lẽ phải. Thì ở đây thầy sẽ giải thích một chút xíu ở cái chỗ này hả mấy đứa. Ở cái quan niệm cửa khổng Xuân Trình thời trước hả mấy đứa, đó là mình đã biết rồi về cái chữ chung á. Chữ chung ở trong cái quan niệm nho giáo là một cái chữ chung có tính chất tuyệt đối. Ha. Chung là chung với ai? Chung với vua. Mình biết những cái câu như là quân sử thần tử thần bất tử bất chung á, nghĩa là vua mà muốn bề tôi chết mà kẻ bề tôi nó không chết là kẻ không có lòng chung á. Như vậy rất rõ đó là cái tuyệt đối đúng không, cái tuyệt đối phải tuân phục. Và cũng quy định một cái điều đó là cái chính danh, tức là ai ở đâu thì ở nguyên vị trí đó, ai làm vua thì làm vua mà ai làm tôi thì làm tôi, dường như nó là một cái trật tự không thể thay đổi được. Và cái người mà muốn chống lại cái trật tự đó, muốn chống lại cái trật tự đó, muốn chống lại triều đình, muốn chống lại vua thì sẽ thường là bị chỉ trích đúng không, thường là bị chỉ trích, sẽ có thể mang tiếng là làm giặc chẳng hạn, mang tiếng là bọn phản nghịch chẳng hạn đó, mang cái tiếng xấu như vậy. Nhưng rõ ràng ở Huấn Cao là một người xuất thân từ cái chốn cửa khổng Xuân Trình, và đương nhiên là ông biết rất rõ những điều đó, nhưng ông chấp nhận dấn thân và ông chấp nhận hành động, và thậm chí là ông chấp nhận trả giá, chấp nhận dấn thân, chấp nhận hành động, chấp nhận trả giá để làm một kẻ chọc trời khuấy nước. Đương nhiên là không phải là bởi vì để cho thể hiện cái tôi của mình đúng không, mà nó là vì lẽ phải, nó là vì lý tưởng. Bởi vì tôi thấy rằng là ở cái trật tự xã hội này nó đầy những điều ngang trái, nó đầy những điều xấu xa, và tôi muốn thay đổi nó, tôi cần thay đổi nó thì thực hiện cái sự thay đổi đó là việc thứ nhất. Và chính bởi vì như vậy cho nên là khi mà ông vào ngục tù
thì ông vẫn giữ thái độ bình thản ha, xem thường dỗ gông phủi rệp hóa mình đùa vui, huấn cao cúi đầu thúc mạnh đầu thang gông xuống đất đánh thình một cái làm vỡ tan đi chốn trang nghiêm của một chỗ ngục tù. Không có dùng từ trang nghiêm trường hợp này ha, ngục tù thì không thể có sự trang nghiêm được, nhất là một cái nơi mà ở đầy bóng tối và đầy mạng nhện phân chuột phân gián thì sẽ không dùng từ trang nghiêm ở đây. Dẫn chứng thứ ba bạn cung cấp cho mình đó là gì? Ông có ý sỉ nhục khinh bạc đến điều với viên quản ngục. Khi viên quản ngục hỏi huấn cao có cần gì không thì ông đã trả lời một cái thái độ rất là trịnh thượng, coi thường những cái cam chịu luồn cúi để mà phục vụ cho triều đình thối nát. Ông bảo là ta chỉ muốn một điều là nhà ngươi đừng bước chân vào đây nữa. Đó, cái chi tiết này cũng hay ha. Cái thứ ba, thứ tư bạn cho mình đó là ông cũng điềm nhiên đợi một trận lôi đình báo thù và những thủ đoạn tàn bạo của bọn quan ngục bị sỉ nhục, bởi đến cái chết chém ông còn chẳng sợ. Một cái chi tiết rất là thú vị mình có thể lưu ý đó là tuy thể xác bị giam cầm nhưng mà tinh thần ông hoàn toàn tự do. Ông thản nhiên nhận rượu thịt và coi đó là một lễ thường tình. Cuối cùng là ngày ra pháp trường cận kề cái chết nhưng mà nét mặt cử chỉ thì không hề có cái vẻ hùng thiêng khi đã sa cơ cũng hèn, mà vẫn là một cái vẻ ngang tàn mạnh mẽ, ung dung bình thản đối diện với tất cả. Cảm ơn các bạn, là cái phần trình bày của các bạn rất là tốt. Thế thì ở đây thì sẽ chốt lại hai ý. Ở cái luận điểm thứ hai, cái vẻ khí phách ngang tàn, cái vẻ đẹp hiên ngang bất khuất của nhân vật huấn cao á, thì mình sẽ lưu ý hai điểm. Điểm thứ nhất đó là cái vẻ đẹp của một người anh hùng vô ý tức là không biết sợ, là một cái người mà chọc trời khuấy nước ha, không sợ những cái cường quyền bạo ngược và không để những cái thế lực bạo tàn làm lay chuyển ý chí của mình. Đó là một cái điều rất là đáng trân trọng. Nó là một cái kẻ sĩ rất ngay thẳng, đúng không? Là một cái kẻ uy vũ bất năng khuất như chúng ta đã nói đó. Rồi, cái việc thứ hai đó là khi mà mình đưa ra một cái nhận định là vậy thì dường như trong tập Vắng bóng một thời thì nhân vật Huấn Cao là một nhân vật khá là khác biệt. Thì tuần trước chúng ta đã học về Vắng bóng một thời và thầy nói rằng là ở cái kiểu nhân vật quen thuộc trong tập Vắng bóng một thời họ là ai? Họ là những cái người trí thức, đúng không? Họ là những cái người trí thức xã hội xưa. Họ bất lực nhưng họ bất mãn trước một cái bối cảnh thời cuộc đầy những cái biến động, Tây Tạng nhố nhăng, ối a ba phèn. Đó, họ bất lực và họ bất mãn. Chính bởi trong cái bất lực và bất mãn trước cái bối cảnh cuộc đời đầy những sự ô trọc như vậy, cho nên họ mới tìm về những cái vẻ đẹp văn hóa dân tộc, những cái thú vui tao nhã, những vẻ đẹp văn hóa, và chính trong cái chơi cái đẹp cái văn hóa đó là cái cách thức để mà họ bày tỏ cái tâm cái trí, là một cái cách thức để họ phản đối, để họ thể hiện cái sự bất hòa đối với cái xã hội đầy sự nhố nhăng đó. Thế thì khi mình nhìn những kiểu nhân vật như vậy mình sẽ thấy rằng Huấn Cao đã khác, đúng không? Huấn Cao cũng tìm về cái vẻ đẹp của thư pháp, vẻ đẹp của cái tâm cái trí, của cái cao thượng trong tâm hồn như một cách chống lại cái xấu xa ô trọc, nhưng đồng thời ông không bất lực, ông không cam chịu mà ông có cái sự hành động, có sự dấn thân, có cái việc dám chấp nhận trả giá. Và chính vì vậy nhân vật này có một cái tính cách rất là động, tính cách động, và tính cách động này là cái nhân vật trở nên thú vị hơn, đúng không? Thú vị hơn, khác biệt hơn, có một cái dấu ấn riêng khi mình nhìn vào cái hệ thống nhân vật của tập truyện Vắng bóng một thời. Đó là cái ý thứ hai mà thầy muốn chốt lại với mấy đứa ở cái luận điểm này. Luận điểm số 3 là mình sẽ nói về vẻ đẹp thiên lương cao cả của nhân vật Huấn Cao. Với cái luận điểm 3 này thì thầy đưa cho chúng ta hai câu hỏi để mình cùng thảo luận, đúng không mấy đứa? Câu hỏi thứ nhất là thì cái vẻ đẹp thiên lương nó được thể hiện qua những cái chi tiết nào, và câu hỏi thứ hai nó là vẻ đẹp thiên lương đó thì nó sẽ mang ý nghĩa gì? Rồi, ở đây thì bạn Minh Quốc và bạn Phương Nghi đã cho chúng ta các cái câu trả lời ha, mình sẽ xem. Thứ nhất là bạn Minh Quốc cho rằng cái vẻ đẹp thiên lương thể hiện ở chỗ Huấn Cao không ham giàu sang danh lợi ha. Ông khẳng định rằng ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ. Và ông còn là một cái người trọng nghĩa khinh tài. À, cái từ trọng nghĩa khinh tài này dùng ở đây khá hay không bây giờ. Toàn bộ cuộc đời ông cũng chỉ viết hai bộ tứ bình và một cái bức chung đường cho ba người bạn thân. Và cái thứ ba bạn chỉ ra rằng là Huấn Cao là một người rất là yêu quý cái thiện. Ông hiểu được tấm lòng sở thích cao quý của quản ngục. Ông cảm
cái tấm lòng biệt nhẫn liên tài của viên quản ngục. Và chính bởi vì cảm cái điều đó cho nên Huấn Cao đã xúc động nói những lời xin lỗi ha, thiếu chút nữa ta đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ. Ông đồng ý cho chữ và cả cho những cái lời khuyên quý báu. Cảm ơn bạn. Bạn Phương Nghi thì bổ sung thêm một cái ý, đó là ông có một cái sợ cao cả, đó là cái sợ phụ một tấm lòng trong thiên hạ. Ông bày tỏ sự ân hận chân thành, thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ. Đó, vậy là mình thấy rằng cả hai bạn đều đã chọn chi tiết quan trọng. Và chi tiết quan trọng này sẽ là cái chi tiết chúng ta cần ghi nhớ. Vốn nổi tiếng có tính chính trực, khẳng khái, khẳng khái, khẳng khái. Cái từ này biết làm sao ta? Tự nhiên cái bị đơ này. Khẳng khái, ha? Khẳng không có á và a phải có y. Nên Huấn Cao không vì tiền bạc quyền lực mà ép mình cho chữ. Một con người với khí phách hơn người như ông Huấn tưởng chừng như sẽ không bao giờ chịu chấp nhận cho chữ cho viên quản ngục. Thế nhưng ông đã cảm động trước tấm lòng biệt nhẫn liên tài của viên quản ngục. Không có dùng tên nha mọi người, không có tên quản ngục, viên quản ngục. Huấn Cao đã đồng ý với ước nguyện của viên quản ngục. Ông có tâm và ông hệ lụy bởi cái tâm. Bạn Minh Quốc thì bổ sung thêm là qua hình tượng như mặt Huấn Cao, Nguyễn Tuân thể hiện quan niệm cái đẹp lý tưởng. Ở cái đẹp phải đi đôi với tâm và đức, cái đẹp và cái thiện phải song hành đi đôi với nhau, không thể tách rời. Và cũng từ đó tác giả thể hiện cái giá trị tinh thần của dân tộc. Cảm ơn các bạn đã bổ sung cho thầy những cái ý rất là quý giá. Thế thì ở cái chỗ này về cái lương cao cả ở đây á, thì những cái dẫn chứng quan trọng các bạn đã nói rồi ha. Ở đây thì chỉ bổ sung một cái ý thôi. Nếu ở đoạn trên là cái luận điểm 2 á, là cái vẻ đẹp hiên ngang bất khuất đó, mình thấy rằng là Huấn Cao là một cái người rất sắt đá, đúng không? Rất mạnh mẽ, rất ngang tàng, không có sợ một cái gì hết trơn, uy vũ bất năng khuất, không có một cái gì có thể làm cho ông sợ được, đến cái chết ông còn chẳng sợ. Thì đến đây, đến cái luận điểm 3 này, dường như tác giả Nguyễn Tuân đã hé lộ chúng ta thấy một khía cạnh khác của nhân vật, đó là có biết sợ. Và cái sợ, có những cái sợ làm cho chúng ta cực kỳ hèn yếu, có những cái sợ làm cho chúng ta vô cùng tầm thường, có những cái sợ nó làm chúng ta mất đi ý chí, nó làm cho chúng ta sẵn sàng thỏa hiệp với điều xấu. Nhưng trên đời này cũng có những cái sợ làm cho chúng ta cao cả vô cùng, đó là sợ cái gì? Sợ phụ một tấm lòng trong thiên hạ. À, và như vậy thì nhân vật Huấn Cao hiện ra là một nhân vật đầy sự đặc biệt, đúng không? À, một khía cạnh thì không sợ gì cả, và một khía cạnh khác thì lại sợ phụ một tấm lòng trong thiên hạ. Cái thông điệp ở đây rất là hay. Đó là gì? Trong cuộc sống này chúng ta nên biết sợ hay không nên biết sợ đây, đúng không? Chúng ta sẽ có nhiều trường hợp mình không được sợ, mình không được phép sợ, mình không nên biết sợ, mình không cần sợ cường quyền, mình không cần sợ cái xấu xa, mình không cần sợ những điều tàn ác. Thế nhưng trên cuộc đời này, cái con người mà không bao giờ sợ một cái gì cả thì nhiều khi là gỗ đá vô tri, nhiều khi cái không biết sợ đó sẽ làm cho người ta vượt qua ranh giới và làm điều ác. Cho nên trong cuộc đời này, nếu có một thứ mà người ta phải cần biết sợ, phải sợ một cách sâu sắc, thì đó là sợ phụ một tấm lòng trong thiên hạ. Và chính cái sợ phụ một tấm lòng trong thiên hạ đó chính là sợ cái gì vậy? Sợ phụ đi những cái tâm trong cuộc đời này. À, sợ phụ đi, sợ lãng quên đi, sợ mình sẽ phũ phàng với tất cả những cái điều thiện, điều tốt trong cuộc đời này. Và cái nỗi sợ đó là nỗi sợ rất cao cả, vì nó cho thấy được cái tâm, cái trí, đúng không? Cái sự trân trọng cái thiện, cái trân trọng cái thiên lương ở trong tâm hồn mỗi người. Và như vậy thì mình nhận ra ngay, bởi vì Huấn Cao là một người có thiên lương cho nên ông rất trân trọng thiên lương của người khác. Bởi vì Huấn Cao là một người có tâm cho nên ông hệ lụy bởi cái tâm của người khác, ông dễ rung động bởi cái tâm của người khác. Nếu ở đoạn trên thì tác giả đã phát họa nhân vật Huấn Cao là một cái người văn võ toàn tài, đúng không, tuyệt vời 10 phân vẹn 10, thì tới bây giờ cái vẻ tuyệt vời đó nó đã tới mức tuyệt đỉnh, tới mức lý tưởng. Nhân vật đó không chỉ có tài, không chỉ có dũng, mà còn có một trái tim, một trái tim giàu tình cảm, một trái tim dễ mềm lòng với người tri kỷ. Và như vậy thì nhân vật đó đạt đến sự tuyệt đối của vẻ đẹp lãng mạn, đúng không mấy đứa, của chủ nghĩa lãng mạn này đó. À, văn võ toàn tài 10 phân vẹn 10 và vô cùng hoàn hảo, và tâm hồn cũng rất đẹp, trái tim cũng rất đẹp. Đó là những điều mà chúng ta rất cần chú ý ở cái luận điểm số 3 này. À, luận điểm số 3 này là một cái luận điểm khá là quan trọng. Rồi, và cái phần hội tụ ha, tỏa sáng tất cả các vẻ đẹp này chính là cảnh cho chữ. Và trong cảnh cho chữ thì thầy yêu cầu chúng ta là xoáy cho thầy vào hai chi tiết. Thứ nhất là tư thế và tâm thế cho chữ, thứ hai là lời khuyên của Huấn Cao. Để mình nhận ra rằng là đây là một cái vẻ đẹp hoàn thiện hoàn mỹ. Và cùng với vẻ đẹp này thì
Vấn Cao đã đi vào cõi bất tử ngay trong giờ phút tử sinh, ngay trước khoảnh khắc đối diện với cái chết. Ông đã bất tử rồi, và từ đó mình sẽ rút ra được cho thầy quan niệm về cái đẹp của Nguyễn Tuân. Được không? Đó là cái phần mình đã dừng lại ở bữa trước. Thế thì ở bữa nay chúng ta cùng xem các bạn tuần trước đã viết gì ha. Ở cái luận điểm số 4, ở cái luận điểm số 4, ba vẻ đẹp hội tụ trong cảnh cho chữ, thì thầy đặt ra hai câu hỏi cho chúng ta, đúng không? Câu hỏi thứ nhất, ba vẻ đẹp tài hoa dũng cảm thiên lương đã được thể hiện như thế nào trong tâm thế cho chữ của Huấn Cao, và thứ hai là em suy nghĩ gì về lời khuyên của Huấn Cao dành cho viên quản ngục. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem các bạn đã viết gì ở phần này ha. Được không? Ở phần này bạn Thanh Hiền viết là sự tài hoa cảnh cho chữ, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, được diễn ra tại một vòng giam ẩm thấp bẩn thỉu. Nguyễn Tuân đã nói rằng cảnh Huấn Cao cho chữ là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có trong các bậc nho sĩ tao nhân mặc khách, bụng đựng đầy chữ thánh hiền khi viết chữ hoặc cho chữ phải ở những nơi trăng thanh gió mát, hoa hương ngào ngạt, ly rượu nồng nàn, để rồi do tình sinh ý, do ý sinh chữ. Có như thế thì viết chữ mới hay, cho chữ mới đáng được thưởng thức và mới đạt đến trình độ thẩm mỹ tuyệt vời. Nhưng ở đây, Huấn Cao đã cho chữ quản ngục lại vào một phòng giam tối mịt, tường đầy mạng nhện, tổ đệm đất bừa bãi, phân chuột phân gián. Một cảnh tượng xưa nay chưa từng có ấy đã diễn ra vào đêm hôm khuya khoắt ngay tại nhà tù. Như vậy thì, ối, như vậy thì niềm say mê sáng tạo nghệ thuật đã khiến người tù quên tất cả để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với cái đẹp. Thiên lương, ở đây sự nhơ bẩn phàm tục đã được thể hiện rất rõ, đúng không? Thế nhưng mà sao? Ở đây vẫn nổi bật lên vẻ đẹp của tỏa như đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực, rồi lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo. Sự đối lập giằng co quyết liệt giữa ánh sáng của bóng tối, giữa cái đẹp, cái cao cả với cái phàm tục dơ bẩn, giữa sự cho chữ và hoàn cảnh cho chữ. Phong thái ung dung bình thản khi cho chữ trong hoàn cảnh gần kề cái chết. Huấn Cao trao chữ cho viên quản ngục chính là trao đi một vật báu, trao tặng những gì quý giá nhất của cuộc đời mình, trao tặng một nét đẹp văn hóa cổ truyền mang hồn dân tộc. Sự dũng cảm hiện ở chỗ là thân thể bị cầm tù nhưng tinh thần khí phách nhân phẩm của người tù hoàn toàn tự do. Xuất hiện một cuộc đổi ngôi bất ngờ khi kẻ tử tù trở thành người bậc trên, ban phát cái đẹp dạy dỗ cách sống, còn quan coi ngục lại khúng núm sợ hãi. Hình tượng Huấn Cao cũng vì thế trở thành biểu tượng cho sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, của cái đẹp với sự phàm tục nhơ nhuốc, giữa sự cho chữ và hoàn cảnh cho chữ. Rồi, cảm ơn mấy đứa ha. Lời đầu tiên trước hết là rất cảm ơn Thanh Hiền là cái phần này bạn triển khai ý rất là kỹ. Nhưng mà ở đây á, thầy chưa có muốn nói rộng như bạn. Thầy chưa có muốn nói rộng như bạn. Mà chúng ta đã biết rằng là ở trong cái tác phẩm truyện ngắn đó, cái hay của truyện ngắn là gì? Cái hay của truyện ngắn đó là không nói nhiều. Không nói nhiều về ngôn từ, nhưng lại thể hiện được vô cùng sâu rộng về ý nghĩa. Và ở cái chỗ này, để làm được điều đó thì truyện ngắn nó phải có những cái chi tiết đặc sắc, đúng không? Để làm được điều đó, truyện ngắn phải có những chi tiết đặc sắc. Thế thì với cái bài của mình á, ở cái chỗ cảnh cho chữ này, thì chỉ muốn mình chú ý cho thầy một chi tiết thôi. Đó là gì? Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, nhưng mà như thế nào? Vẫn đang ung dung bình tĩnh, dậm tô từng con chữ đó trên tấm lụa bạch căng trên mảnh ván. Thầy chỉ hỏi một chi tiết đó thôi. À, mình đã chú ý cho thầy chỗ này. Chỗ này á, mình có thể triển khai rộng như bạn Mai Thanh Hiền cũng được, nhưng mà thầy nghĩ rằng để cho nó hay, mình nên chọn một chi tiết, nhưng mà trên bình diện một chi tiết đó, mình khai thác được nhiều tầng ý nghĩa. Ở đây thầy muốn mình được nhấn vào chi tiết đó là một người tù cổ đeo gông chân vướng xiềng nhưng mà vẫn ung dung, đúng không? Tô đậm điểm tô những cái con chữ trên tấm lụa bạch trắng căng trên mảnh ván. Tại sao chi tiết này đặc biệt? Bởi vì chúng ta xét thấy rằng ở trong cái chi tiết này á, thì sao? Thì Huấn Cao đang đối diện với cái chết, đúng không? Lúc này ông đã nghe tin là ngày mai sẽ ra pháp trường, là cái chết đang gần kề, là sợi chỉ sinh mệnh sắp đứt. Đó, mấu chốt là chỗ đó. Thế nhưng mà ngày mai đã sát trường rồi, cái chết đang treo trên đầu rồi. Thế nhưng mà trong khoảnh khắc ấy, người tù hay người nghệ sĩ thư pháp ấy vẫn, dù là cổ đeo gông, chân vướng xiềng, nhưng vẫn ung dung đậm tô cái con chữ trên cái tấm lụa bạch trắng căng trên mảnh ván. Thế thì câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Đó, cái chỗ này là cái chỗ rất là đáng khai thác này. Vì sao lại như vậy? Đúng không? Con người bình thường nghe mình sắp chết, làm gì có ai bình tĩnh nổi.
đúng không? Hoặc người ta sẽ run sợ, hoặc người ta sẽ tiếc nuối, hoặc người ta sẽ đau khổ, hoặc là người ta cũng sẽ phải một loạt các cái ý nghĩ trôi qua trong đầu họ trước khi họ từ giã thế giới này, đúng không mày? Được, đúng không? Thường là vậy. Thế nhưng vẫn cao ở đây thì sao? Cái chết đang treo trên đầu rồi, vậy mà vẫn có thể ung dung sáng tạo nên con chữ, mà trong một cái hoàn cảnh không hề thoải mái, đúng không? Cổ đeo gông, chân thì vướng xiềng, vậy thì làm sao có thể có một cái tâm thế phi thường đến như vậy? Đó, thì ở chỗ này chúng ta mới khai thác. Thứ nhất, tại sao ông có thể làm như vậy được? Bởi vì đơn giản ông không sợ chết, đúng không? Một cái người mà chọc trời khuấy nước như thế, đến cái chết còn chẳng sợ thì còn sợ điều gì nữa? Thế nên ông không sợ. Bởi vì ông không sợ cái chết, ông không sợ cái chết sắp tới. Thế nên ông có thể bình thản mà sáng tạo con chữ. Vậy đó là vẻ đẹp gì mấy đứa? Đó là vẻ đẹp gì? Đó chính là vẻ đẹp khí phách ngang tàn, vẻ đẹp dũng cảm, đúng không? Vẻ đẹp thứ nhất. Cái thứ hai, ông là ai? Ông là một nghệ sĩ thư pháp. Mà người nghệ sĩ ấy, khi mà họ thăng hoa trong nghệ thuật, khi mà họ sáng tạo nghệ thuật, dường như họ quên hết thảy mọi thứ trên cuộc đời này, đúng không? Quên hết thảy địa vị, quên hết thảy thân phận, quên hết thảy sự sống và cái chết đang chờ đợi phía trước. Lúc này trong cái khoảnh khắc thăng hoa của nghệ thuật ấy thì sao? Chỉ có người nghệ sĩ và bản thể của cái đẹp. Chỉ có người nghệ sĩ và cái đẹp đang được sinh ra. Trong khoảnh khắc ấy, ông đã sống trọn vẹn tâm trí, linh hồn, cảm xúc và cảm hứng để mà dâng hiến cho nghệ thuật. Vậy thì đó là vẻ đẹp gì? Đó chính là vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ, đúng không? Rồi, lý do thứ ba là bởi vì sao? Tại sao có thể ở điềm nhiên như vậy? Là bởi vì con chữ này viết cho ai? Con chữ này là viết cho viên quản ngục, viết cho người tri kỷ, đúng không? Dù ngày mai ta đã phát triển, dù ta sẽ chết, nhưng hôm nay, bây giờ đây, ta đã có một cái mối duyên lành để gặp người tri kỷ này. Đối với ta như thế đã là hạnh phúc. Vậy thì tại sao ta lại phải lo sợ, đúng không? Tại sao ta lại phải vướng bận? Tốt hơn hết tất cả là ta hãy dâng hiến hết mình. Ta hãy dồn toàn bộ tâm huyết, trí lực, cái tâm và cái trí của mình để làm những con chữ tặng cho người tri kỷ ấy, đúng không? Ta dồn toàn bộ tâm huyết và cái thiên lương cao cả của mình để làm những con chữ thể hiện cái tâm, cái trí và trao truyền nó lại cho người tri âm, tri kỷ kia. Đó. Và nếu như mình hiểu theo cái lý do số 3 này thì nó chính là vẻ đẹp thiên lương. Được không? Mình thấy không? Chỉ trên một bình diện thôi. Một bình diện mình sẽ tới đó là một cái chi tiết thôi. Một cái chi tiết, cái tâm thế của nhân vật Huấn Cao thôi. Mà mình đã có thể khai thác được rất nhiều tầng ý. Đúng không? Và cái hay của Nguyễn Quân là như vậy đó. Các cái vẻ đẹp sẽ hội tụ ở trong một chi tiết, một tâm thế, một phong thái. Và cả ba vẻ đẹp ấy nó tỏa sáng lên đến đỉnh cao. Ở cái chỗ này, mình sẽ thấy rất rõ đó là gì? Cái tâm điều khiển cái tài và cái tài làm nên cái đẹp. Và khi cái đẹp được làm nên, cái đẹp được tạo tác, cái đẹp được sinh thành thì nó sẽ cứu rỗi tâm hồn mỗi chúng ta. Thì nó sẽ cứu rỗi tâm hồn của mỗi chúng ta. Đó, mình đưa chú ý chỗ này ha. Như vậy là ở đây á, mình sẽ tập trung cho thầy vào khai thác vào một cái chi tiết này. Được không? Viết như bạn Hiền cũng được, nhưng mà những cái ý này thì nghĩ là nên để dành sang cái phần cảnh cho chữ thì nó sẽ hợp lý hơn. Và ở đây mình sẽ tập trung vào một chi tiết cho thầy, khai thác ba tầng nghĩa, giống như cách thầy làm. Nhất là với những cái bài thi sinh giỏi, mình sẽ phải làm như vậy đó. Khai thác một cái chi tiết nhỏ, nhưng mà phải gợi ra được nhiều tầng nghĩa và rút ra được thông điệp chủ đề tác phẩm. Rồi, là thứ nhất ha. Cái thứ hai là lời khuyên của Huấn Cao dành cho viên quản ngục. Ủa cái phần này là ai viết vậy? Thanh Lan. Ôi giời ơi, Thanh Lan, tại sao lại cái tên này? Tên này là tên má nó đúng không? Đó, đây mình sẽ xem ha. Lời khuyên của Huấn Cao dành cho viên quản ngục. Ở đây lẫn lộn, ta khuyên thầy nên thay trốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để che một bức lụa trắng với những nét chữ vuông tươi tắn. Nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời người. Thông qua cách khuyên chân thành ấy, ta nhận thấy được tấm lòng thiên lương của Huấn Cao. Ông cho rằng nơi đề lao ẩm thấp tăm tối kia, dẫu cho có thể tạo ra bức lụa trắng với những nét vuông tươi tắn, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận tồn tại song song với cái xấu xa thấp hèn ấy. Ý này hay ha. Hơn thế nữa, bên cạnh việc trao tặng con chữ, trao tặng cái đẹp để không phụ một tấm lòng trong thiên hạ, bức châm với lạc khoản đề tên Huấn Cao còn có thể xem là một lời tuyên thệ thiêng liêng dành cho viên quản ngục. Ý này rất hay.
Tuyên thệ rằng viên quản ngục nên tìm về nhà quê mà ở, phải hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ông lo ngại rằng nơi đề lao sẽ khiến thầy quả khó giữ thiên lương cho lành vững, và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi, thì lại phí đi những con chữ mà ông đã viết tặng. Bởi lẽ đối với Huấn Cao, con chữ mà ông viết ra là một nét đẹp văn hóa dân tộc, là vẻ đẹp của nghệ thuật tâm hồn, và chúng chỉ xứng đáng với những người có thiên lương. Ý rất là hay, ý rất là hay, nhưng mà thầy nghĩ rằng Thanh Lan nên luyện thêm một chút xíu về cách diễn đạt cho nó gãy gọn, để cho các cái câu cú nó được rõ ràng và các cái ý từ ngữ nó được chuẩn xác hơn. Còn còn về cái ý tứ rất hay nha. Rồi, cảm ơn bạn đó, cái ý chính bạn đã nêu đây thầy bổ sung này. Nói về cái lời khuyên mà Huấn Cao thì cho viên quản ngục qua mày được, mình sẽ nói ở những cái phương diện sau. Thứ nhất, khi mà người ta chuẩn bị bước sang cõi bên kia thì thường người ta sẽ làm gì? Nếu như đức ngày mai mình chết thì cái người tử tù sẽ làm gì? Thường họ sẽ nghĩ cho chính mình, đúng không? Họ có thể đau đớn, có thể tiếc thương, hoặc là họ dành thời gian đó để họ sám hối những gì họ đã làm, hoặc là họ sẽ nghĩ về những người họ yêu thương nhất. Thế nhưng Huấn Cao ngay cả cái giây phút cuối cùng này, ông vẫn chỉ sống cho người khác, sống vì người khác. Và cái chuyện mà sống cho người khác, sống vì người khác đó, nó thể hiện rất là rõ ở trong cái lời khuyên. Đúng là cái việc thứ nhất, bản thân cái việc đưa ra lời khuyên đó đã là một cái sự cao cả, đó đã là một cái tấm lòng vị tha, đã là một cái tấm lòng biết lo nghĩ cho người khác, một cái thiên lương cao cả, một cái tâm tỏa sáng. Thế nhưng mình còn xét sâu hơn nữa vào lời khuyên của Huấn Cao. Lời khuyên của Huấn Cao dành cho viên quản ngục đó là gì? Muốn chơi chữ thì sẽ hãy tìm cái, hãy đổi chỗ, hãy đổi nghề đi, hãy đừng có ở đây nữa thì mới nghĩ tới chuyện chơi chữ được, bởi vì ở đây khó mà giữ thiên lương cho lành vững. Như vậy là nói hai ý đúng không? Nói hai ý. Thì thứ nhất là muốn chơi chữ, muốn thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của con chữ thì không ở đây được. Và cái thứ hai là muốn giữ được cái thiên lương con người, thiên lương của bản thân mình, của viên quản ngục đó, thì cũng không ở đây được. Đó, như vậy là hai ý. Một ý thứ nhất là bảo toàn cái giá trị của con chữ, và ý thứ hai là bảo toàn cái thiên lương của viên quản ngục. Vậy thì ở đây thầy sẽ hỏi mấy đứa một câu. Khi mà cái tác phẩm này nó kết đó, thì nó kết là người tù sẽ hai dòng nước mắt rỉ ra cái miệng không, quỳ lại và sau đó bảo là kẻ mê muội này xin bay lệnh. Tác phẩm kết thúc ở đó. Vậy thì liệu rằng viên quản ngục có nghe theo lời khuyên đó không? Là ý thứ nhất mình suy nghĩ ạ. Liệu rằng viên quản ngục có nghe theo lời khuyên đó không? Và câu hỏi số 2. Nếu như viên quản ngục không nghe theo lời khuyên đó thì chuyện gì xảy ra với con chữ và với cái đẹp đã được tạo tác? Đó. Và từ hai điều đó thì lại hỏi lần thêm một câu hỏi nữa là liệu rằng ngoài chính cái tâm tự nguyện cho chữ của Huấn Cao thì có cách nào khác để có được con chữ hay không? Đó, ba câu hỏi. Rồi, vậy thì mình thử suy nghĩ. Phát thảo nhanh các ý tưởng của nhé. Bây giờ thì sẽ trả lời luôn. Thứ nhất, người đọc sẽ không bao giờ biết được là viên quản ngục có quyết định hay không thì kết thúc mở mà. Nhưng mà mình phải hiểu một điều là viên quản ngục muốn chơi chữ thì không còn cách nào khác ngoài việc là phải rời khỏi cái chốn ngục tù tăm tối này. Vì sao? Nguyên nhân. Thứ nhất, ở trên cái bức thư pháp mà mình được, nó có để cái phần gọi là lạc khoản cái phần mà ghi tên của Huấn Cao á, và đóng dấu á. Cái thứ hai, cái bức thư pháp mà Huấn Cao viết cho viên quản ngục á, nó là một bức châm. Mình xem sách giáo khoa thì mình cũng biết rằng là cái chú thích á, nó nói rất rõ ha. Cái bức châm là một loại bức tranh thư pháp mà nó nói về cái đạo lý làm người. Đó, cái chỗ này là có dụng ý nghệ thuật nha. Liệu rằng viên quản ngục có thể nào vẫn ở cái nơi nhà ngục tăm tối này mà che cái bức thư pháp đấy hay không? Một cái bức thư pháp mà nói về cái đạo lý cao đẹp của đời và có tên của một người tử tù, liệu có được hay không? Rất khó đúng không các em? Cho nên là một cái tình thế mà nếu anh muốn treo cái bức tranh này đàng hoàng để mà anh cảm nhận hết tất cả vẻ đẹp của nó thì anh phải rời khỏi nơi đây thôi, rời khỏi cái nơi tăm tối này thôi, không còn cách nào khác. Nhược bằng anh vẫn ở đây, anh vẫn ở đây, anh vẫn ở cái nơi này, hàng ngày làm những điều độc ác, vẫn sống những cái bi kịch xanh vỏ đỏ lòng của anh
thì anh phải cất cái con chữ này đi đâu đó, giấu nó đi. Đó. Mà con chữ không có được treo lên, con chữ giấu đi thì nó còn ý nghĩa gì nữa, đúng không? Nó chỉ còn là xác chữ mà thôi, chứ nó đâu còn hồn chữ nữa. Nó chỉ còn là một cái tờ giấy vô tri như biết bao tờ giấy khác thôi. Nó làm gì còn cái đẹp đầy sự sống lấp lánh và cái đẹp đầy những cái giá trị cứu rỗi linh hồn như khoảnh khắc nó được sinh ra nữa. Các em hình dung được chỗ này không? Cho nên đó là cái tình thế ở đây là gì? Mặc dù bề ngoài đó là lời khuyên, nhưng ở sâu bên trong đó là một sự cam kết, là một lời tuyên thệ thiêng liêng, là một sự bắt buộc. Nếu muốn xứng đáng với những con chữ này, muốn ngắm được cái vẻ đẹp của nó, muốn chạm vào cái vẻ đẹp của nó, muốn cái đẹp ấy cứu rỗi linh hồn mình, thì bắt buộc phải rời khỏi nơi tăm tối này để bảo toàn cái đẹp và bảo toàn thiên lương của chính mình. Nhược bằng nếu không nghe theo vẫn ở cái nơi tăm tối này thì cái đẹp đó sẽ tự hủy diệt bởi vì người không xứng đáng. Mới đây dùng chỗ này ha, mới đây dùng chỗ này ha. Cho nên á, là cái con người có thể chiếm đoạt được chỉ có thể là cái xác chữ mà thôi, chỉ có thể là một mảnh giấy thôi với những nét mực mà thôi. Còn cái mà con người phải xứng đáng với nó, phải vươn lên để mà xứng đáng với nó, để lĩnh hội được nó là cái hồn chữ, cái vẻ đẹp, thì không còn cách nào khác ngoài việc là tâm hồn mình phải trong sạch. Cái chỗ này rất quan trọng, cái chỗ này rất quan trọng, cho nên mình phải lưu ý cái điều này, cái hàm ý ở chỗ này. Đó, mình có thể đặt nhiều giả định, đúng không? Ví dụ bây giờ thầy bảo là viên quản ngục ép huấn cao, chắc ép không được rồi, tại vì huấn cao cái chết còn chẳng sợ thì ép làm sao. Nhưng ví dụ bây giờ thầy bảo là viên quản ngục bảo là nếu như nhà ngươi không cho ta chữ, ta sẽ giết các đồng đội của nhà ngươi, thì theo em huấn cao có cho? Thầy nghĩ rằng có thể, đúng không? Thế nhưng mà giả sử như huấn cao có cho con chữ bởi vì như vậy thật, bởi vì với cả cục giả sử ép giết các cái đồng đội của huấn cao, thì con chữ ấy cũng chỉ có xác chữ mà thôi, chẳng có hồn chữ, chẳng có vẻ đẹp, chẳng có giá trị tinh thần gì cả. Rồi thì đưa ra một cái giả định khác, chẳng hạn ví dụ giả sử, nhấn mạnh nha, giả sử hết cái đoạn là quỳ lạy này xong, khóc lóc xong, viên quản ngục cầm cái chữ đầy đắc ý và bảo là ta đã lừa được hắn rồi, toàn bộ cái cảnh cảm động này chỉ là một cái trò lừa viên quản ngục diễn thôi. Giả sử như vậy, chỉ là diễn thôi để có được con chữ này thôi, thì liệu rằng cái con chữ ấy ở trong tay viên quản ngục có còn giá trị không? Cũng lại không, đúng các em? Bởi vì sao? Vì cái kẻ nắm giữ nó, giả sử như nếu là diễn được đến như thế, thì thật ra tâm hồn hoàn toàn mục ruỗng rồi, làm gì còn có thể mà nhận được cái đẹp nữa, làm gì còn có thể cảm nhận được cái đẹp nữa. Cho nên á, là dù giả định như thế nào, dù giả định như thế nào, dù đoạn kết đằng sau có thể người đọc tưởng tượng ra như thế nào, nhưng cái quy luật tất biến của cái tình thế này đó là gì? Muốn có được cái đẹp tinh thần trọn vẹn thì tâm hồn phải xứng đáng với cái đẹp. Đó là điều duy nhất, đó là điều kiện tiên quyết và điều kiện duy nhất. Còn lại, tâm hồn mà không xứng đáng thì dù cách thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là xác chữ mà thôi, cũng chỉ là một mảnh giấy vô hồn mà thôi, cùng lắm là một mảnh giấy với nét mực tài hoa hết, không còn một giá trị nào khác. Chính ở trong cái chỗ này nó mới cho thấy rằng cái lời khuyên đó và cái khoảnh khắc mà Huấn Cao trao cái con chữ lại cho viên quản ngục đó, đó là một cái lời tuyên thệ thiêng liêng, tuyên thệ thiêng liêng trước cái đẹp, trước sức mạnh của cái đẹp, trước sinh mệnh của cái đẹp. Ở trong khoảnh khắc đó, Huấn Cao không chỉ trao cho viên quản ngục một bức thư pháp, mà còn trao cho ông giá trị và sức mạnh của cái đẹp, mà còn trao cho viên quản ngục cái gì nữa? Sứ mệnh truyền bá cái đẹp đó. Sinh mệnh nghệ thuật ở Huấn Cao ngày mai đây rồi sẽ chấm dứt khi Huấn Cao ra pháp trường. Nhưng mà cái sinh mệnh nghệ thuật ấy sẽ được tiếp nối ở viên quản ngục. Cho nên con người có thể bị hủy diệt, thân xác có thể bị mất đi, nhưng chừng nào còn những cái tâm hồn cao đẹp xứng đáng thì chừng đó cái đẹp sẽ còn sống vĩnh hằng và trường tồn. À, đó. Thế nên từ tất cả những cái chỗ này, mình sẽ phải nhận ra được những cái tầng sâu hàm ý như vậy và mình khai thác tận cùng của nó thì mình mới thấy được cái tác phẩm này nó hay. Được ha? Như vậy là chỗ này á, thầy đã nói xong hai cái chi tiết đúng không? Thứ nhất đó là ba cái vẻ đẹp tài hoa dũng cảm thiên lương, nó được hội tụ trong cái tâm thế cho chữ của hắn cao. Và cái thứ hai đó là cái ý nghĩa lời khuyên với những cái tầng nghĩa sâu xa, cái lời tuyên thệ trước cái đẹp, cái nghi thức thiêng liêng trao truyền sứ mệnh của cái đẹp đó, tất cả đều thầy đã nói rồi. Thế thì thầy nhấn mạnh cái chỗ này để lưu ý nha,
Cuối cùng sau khi phân tích xong hết tất cả các điều này, các em phải rút ra được thông điệp về cái đẹp, quan niệm về cái đẹp của Nguyễn Tuân. Và lưu ý một điều đó là bất kỳ một đề văn nào liên quan đến tác phẩm Chữ Người Tử Tù thì đều phải rút ra thông điệp về cái đẹp của Nguyễn Tuân sau khi phân tích hết. Hà nhấn mạnh lại, bất kỳ một cái đề nào mà mình dùng dẫn chứng là Nguyễn Tuân, là Chữ Người Tử Tù thì bắt buộc đều phải nói được cái thông điệp về cái đẹp của Nguyễn Tuân, nên phải thuộc và cứ gặp phải viết ra được để cho cái ý nó sáng rõ lên. Ngay cả thi học sinh giỏi cũng vậy, một khi mà đã chọn dẫn chứng là Chữ Người Tử Tù thì phải nói được thông điệp về cái đẹp, được không? Chỗ này quan trọng, chỗ này quan trọng. Thế thì mình chốt thông điệp về cái đẹp ở đây sẽ có ba thông điệp, đúng không? Thứ nhất đó là gì? Ánh sáng có thể nảy sinh từ bóng tối, đúng không? Cái đẹp có thể nảy sinh từ cái xấu xa, sự sống có thể nảy sinh từ cái chết. Nhưng một khi đã tạo tác, một khi đã sinh thành thì ánh sáng, cái thiện và cái đẹp không bao giờ chấp nhận tồn tại sống chung với cái xấu xa thấp hèn đó. Cho nên ý đó, ý thứ nhất đối với Nguyễn Tuân á, cái đẹp phải được bảo toàn giá trị, phải được bảo toàn giá trị. Cái đẹp là phải là cái thanh khiết nhất, là cái trong sạch nhất, là cái đẹp tuyệt đối bảo toàn giá trị, không một chút vết bẩn. Chỉ cần một chút vết bẩn thôi nó sẽ hủy diệt, nó sẽ tự hủy diệt, bởi vì nó không chấp nhận tồn tại chung với những điều xấu xa và ô trọng, được không? Cái thứ hai quan điểm của Nguyễn Tuân đó là gì? Đó là mỗi chúng ta phải như thế nào, phải làm sao để mình có thể đạt được cái sự hài hòa giữa cái đẹp của nghệ thuật và cái đẹp trong tâm hồn mỗi người. Cái tâm hồn của mỗi người phải xứng đáng với cái đẹp thì mới chiếm lĩnh được nó. Con người muốn lĩnh hội được cái đẹp, muốn chiếm lĩnh được cái đẹp thì con người phải phấn đấu để xứng đáng với cái đẹp. Và cái thứ ba, nói như là Dostoevsky thì cái đẹp cứu chuộc thế giới, cái đẹp cứu chuộc thế giới, được ha? Như vậy thì mỗi lần mà chúng ta triển khai các cái phần viết về dẫn chứng Chữ Người Tử Tù, bất kỳ cái ý nào thì đều phải chốt cho thầy ba cái vấn đề này về cái đẹp. Nhắc lại là thứ nhất đó là cái đẹp phải được bảo toàn giá trị, thứ hai đó là con người phải vươn mình lên xứng đáng với cái đẹp, tâm hồn con người phải hài hòa với cái đẹp, và thứ ba là cái đẹp cứu chuộc thế giới. Cho nên trong cái khoảnh khắc cảnh cho chữ ấy thì sao, hình ảnh Huấn Cao đúng nghĩa là một cái nhân vật kết tinh của chủ nghĩa lãng mạn, bay bổng cất cánh bay lên trong cái đẹp vô cùng, trong cái ánh sáng rực rỡ vô cùng của cái sự tài hoa, của nghệ thuật, của lương tâm, của thiên lương. Và rồi ông như một vì sao chính vị trên cái bầu trời ấy đã đạt đến cõi bất tử, đã vượt thoát ra khỏi lằn ranh sống chết. Ngay khi ngày mai cái chết về thân xác sẽ tới thì hôm nay linh hồn ấy, tài hoa ấy, khí phách ấy đã đi vào cõi bất tử cùng với sự sinh thành của cái đẹp nghệ thuật. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ chốt cái phần nội dung này ha mấy đứa. Với cái hệ thống ý chính ấy thì mình đã nắm rồi ha, và những cái phần mà từng luận điểm á, thì thấy rằng là các bạn đã bàn rất là chính xác rồi. Cho nên mình đưa xem thêm phần viết của các bạn thôi. Phần này thì sẽ không nói thêm ha. Mình sẽ tham khảo phần viết của các bạn và mình sẽ xem thêm trong tại đề cương. Cái quan trọng và cái mà thầy cho rằng là nó là cái hồn cốt của đoạn cảnh cho chữ này chính là cái lời nhận xét của tiến sĩ Chu Văn Sơn. Đó là cảnh cho chữ cho nó cho thấy được một cái sự nổi loạn của cái đẹp. Đó là câu hỏi mà thầy nhờ Thanh Hiền giải quyết ha. Đó, cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà nó chỉ một cái nhận xét này thôi nó đã bật được cái hồn cốt của cảnh cho chữ. Và mình muốn viết cảnh cho chữ, đấy là cái hay tận cùng của nó, thì mình sẽ phải làm rõ được cái vấn đề này. Được ha? Và chúng ta sẽ xem phần viết của bạn Thanh Hiền ở cái chỗ này. Bạn Thanh Hiền đặt nhan đề là sự nổi loạn của cái đẹp ha. Cái nhận định của tiến sĩ Chu Văn Sơn đối với bạn là đúng và sâu sắc. Vì sao? Sự nổi loạn của cái đẹp có nghĩa là khi cái đẹp nổi lên, tỏa sáng mạnh mẽ và khiến cho người ta sống theo tiếng gọi của cái đẹp, đem những gì cao cả nhất, quý giá nhất, nhân văn nhất dành cho nhau, phá bỏ mọi ranh giới vị thế, thậm chí gông cùm xiềng xích và cái chết, thì đó chính là sự nổi loạn của cái đẹp, chính xác. Vậy thì sự nổi loạn của cái đẹp hiện như thế nào trong tác phẩm này? Bạn nêu ra 6 ý. Thứ nhất, cái đẹp làm nên một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Cảnh cho chữ diễn ra ngay tại chốn lao tù dơ bẩn, nơi ngự trị của cái ác, của bóng tối. Trong các bậc thánh hiền ngày xưa đều ở trong khung cảnh trăng thanh gió mát, ở chốn bình yên tao nhã tĩnh lặng, rồi tức cảnh sinh tình, cho chữ mới đẹp mới có hồn. Thế nhưng mà ở đây, dù ở trong nhà lao bẩn thỉu, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có vẫn diễn ra bởi viên quản ngục, với biết
Người biết trân trọng cái đẹp và kẻ tử tù thiếu chút nữa đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ cảm cái tấm lòng địch nhỡ liên tài, đó là ý thứ nhất, hợp lý. Ý thứ hai, cái đẹp được khai sinh trong sự tương phản đằng co quyết liệt giữa ánh sáng và bóng tối, giữa không gian và thời gian, giữa thân phận và tâm hồn, giữa cái cao cả và cái phàm tục nhơ nhuốc, chính xác. Thứ ba, cái đẹp tạo nên một cuộc đảo lộn giữa vị thế các nhân vật khi ranh giới của kẻ tử tù với viên quản ngục bị xám xóa bỏ. Chỉ còn lại hai người tri kỷ đang quy tụ bởi tình người và nghệ thuật, tất cả đang sống đẹp, hành động theo tiếng gọi thiêng liêng của cái đẹp. Ý này rất là hay ha, đó rất là mới, mình có thể tham khảo thêm. Thứ tư, cái đẹp cứu chuộc thế giới. Cái đẹp như một lời cam kết, một lời tuyên thệ và cũng là một lời thức tỉnh cứu lấy viên quản ngục, rằng nếu muốn cảm được hồn chữ thì hãy rời khỏi nơi này, hãy để mình xứng đáng với những con chữ, để cái đẹp không bị vùi dập bởi bóng tối, bởi cái ác, cái dơ bẩn. Và cuối cùng, ý thứ năm, nhờ có những tấm lòng tỏa sáng, nhờ có sự kết hợp hài hòa của tài, tâm, khí phách của người cho chữ kẻ tử tù, cái đẹp mới có thể làm nên cuộc nổi loạn thế giằng co trăn trở giữa thiện và ác, giữa cái cao cả với cái phàm tục nhơ nhuốc. Và từ sự nổi loạn của cái đẹp đã làm tỏa sáng những tâm hồn, kéo người ta quay lại với bản chất thiêng liêng. Rồi, những ý này rất là tốt, thế thì bổ sung một ý thôi, đó là cảnh cho chữ là một cái sự nổi loạn của cái đẹp. Vì sao? Vì trước hết đó là một thế giới được tạo lập trong cái sự ngự trị tối cao của cái đẹp. À, một thế giới được tạo lập trong sự ngự trị tối cao của cái đẹp. Đúng không mày được? Những con người ở những cái bờ chiến tuyến khác nhau, ở những cái chiến tuyến khác nhau, ở những cái vị thế xã hội đối lập nhau, họ đều quy tụ ở đây vì cái đẹp. Đúng không? Cái đẹp đã làm nên cái duyên hạnh ngộ, cái mối kỳ ngộ, và đã làm nên cái duyên hạnh ngộ giữa những con người ấy. Và khi mà cái đẹp ngự trị thì nó là cái sức mạnh tối thượng, nó là cái sức mạnh cao cả nhất, và nó vượt lên trên tất cả mọi trật tự khác. Trước cái đẹp không còn quản ngục, không còn tử tù, đúng không? Không còn người trên, không còn kẻ dưới, không còn hai kẻ đối lập về mặt xã hội và chính trị, cũng không còn kẻ thống trị và kẻ bị trị. Trước cái đẹp cao cả ấy, tất cả mọi người đều xé đi những cái lớp vỏ bề ngoài của cuộc sống hàng ngày, đều tháo ra tất cả những cái lớp mặt nạ của địa vị xã hội, đúng không, của danh tính, của địa vị xã hội, để trở về nguyên thủy, đơn sơ, trong sạch, trong cái tư cách con người đứng trước cái đẹp, con người mình sẽ biết hoa, đúng không? Trong khoảnh khắc ấy, không còn người tù, không còn viên quản ngục, đúng không? Không còn người trên, không còn kẻ dưới, thậm chí không còn những cái tên riêng như là huấn cao hay là viên quản ngục nữa, mà chỉ còn là những con người trong nghĩa viết hoa của nó, những con người cao cả đứng trước cái đẹp mà họ hằng ngưỡng vọng. Và trong cái sự ngự trị tối thượng của cái đẹp ấy thì sao? Chỉ còn người sáng tạo cái đẹp và kẻ lĩnh hội cái đẹp. Và cái sức mạnh thực sự, cái quyền năng thực sự đã được trao về cho cái con người có đủ thiêng liêng và tấm lòng cao cả để kiến tạo cái đẹp. Đó, cái chỗ này là cực kỳ quan trọng luôn. Mới như một cái thế giới mới được đưa ánh sáng, mà cái đẹp là cái quy luật tối thượng ngự trị trong thế giới đó. Và chính bởi vì bây giờ cái đẹp đã là cái thế lực ngự trị, cái quy luật tối thượng trong thế giới đó, cho nên khi cái đẹp sinh thành thì ánh sáng đã chiến thắng bóng tối, đúng không? Cái thiện đã chiến thắng cái ác, cái cao cả đã chiến thắng cái thấp hèn, sự sống đã sinh thành và đã chiến thắng cái chết. Đó, và một khi cái đẹp ấy nó đã sinh thành và nó sáng rực, thì đồng thời nó cũng cứu rỗi linh hồn con người. Nó cứu rỗi hai loại người tù trong tác phẩm này. Người tù thứ nhất là huấn cao, kẻ tử tù về thân xác và đang đứng trước cái chết. Thì bây giờ kẻ tử tù ấy đã vượt lên trên giới hạn về thân xác, giới hạn hữu hạn về sinh mệnh, để vượt qua làn ranh sống chết và trở nên bất tử cùng với cái đẹp. Người tù thứ hai là viên quản ngục, đúng không? Phải tự do về thân xác như cầm tù về tinh thần, về tâm hồn, thì cái đẹp ấy đã thức tỉnh, đã cứu rỗi viên quản ngục, để viên quản ngục tìm về chính mình, tìm về sự tự do trong linh hồn của mình. Đó, cho nên có ý kiến cho rằng là ở cái đoạn này cái đẹp là một cái thế lực thiêng liêng nhất, và các nhân vật huấn cao, viên quản ngục có thể trở lại như ba cái chân trụ, với ba những cái chân trụ, ba cái chân trụ để đỡ đỡ một cái đẹp ngự trị và tỏa sáng. Ba nhân vật huấn cao, viên quản ngục có thể trở lại như là tam vị của một nhất thể cái đẹp. À, tam vị của nhất thể cái đẹp, đó là ba cái chân trụ để mà trụ đỡ cái đẹp ở trên cao, tỏa sáng rực rỡ, ngự trị tất cả, cứu rỗi tất cả, soi sáng tất cả. Đó,
Thế thì cái ý mà thầy vừa nói á, thực chất ra nó chỉ là tổng hợp 5 ý mà bạn Thanh Hiền đã phát hiện ra cho chúng ta. Như thầy kết nối nó lại và thực chất là cái ý tưởng đó. Được ha? Nói như một nhà phê bình đó là gì? Nhà văn không có phép thần thông để vượt ra ngoài thế giới này. Nhưng con mắt trong thế giới trong con mắt của nhà văn phải có một hình sắc riêng. Vậy thì đối với Nguyễn Tuân á, cái thế giới trong con mắt của ông có một cái hình sắc riêng, đó là hình sắc tài hoa nghệ sĩ. Đó là hình sắc của cái đẹp. Đó là một thế giới tinh thần, một thế giới nghệ thuật ngự trị bởi cái đẹp, một cái vũ trụ mà cái đẹp là quyền năng tối thượng, là quy luật tối thượng, là thứ chi phối tất cả, thanh lọc tất cả. Và cùng với cái sự ngự trị tối thượng ấy của cái đẹp thì tất cả những cái điều cao đẹp khác cũng đã chiến thắng. À, như thầy đã nói, ánh sáng chiến thắng bóng tối, sự sống chiến thắng cái chết, cái cao cả chiến thắng cái thấp hèn, và cái đẹp chiến thắng cái xấu xa, dơ bẩn. Được ha? Vậy thì về căn bản, chúng ta sẽ chốt những cái ý như các bạn đã nói, và mình nhớ là mình sẽ bổ sung thêm cái ý thầy vừa mới nói, là một cái thế giới ngự trị bởi cái đẹp. Và khi mà chúng ta đã bổ sung đến được những cái ý như vậy thì cái bài viết của mình sẽ rất là hay. Được 20 đứa. Như vậy thì tới đây chúng ta sẽ kết thúc bài